Bồ Tát Tịnh Căn, Bồ Tát Tinh Huệ,
sắc thành vô lượng thành nguyên. Quyền hành phương tiện đi khắp mười phương làm cá công đức vào pháp tàng của chư Phật rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quang. Rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuân gia cô hành hồng đạo thì hiện quận theo thế gian phạm đen sân đình huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh nha người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đêm pháp mạnh vàng ngộ viền não lắm mau tam dục dừng gót sạch câu huế hiến bày đức thánh tình điều phục chúng sanh thuyết thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điền đem pháp dược cứu liệu ca khổ ba cõi làm phép quan đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuật biến ra ca thành tướng nhưng ca thành ấy không có thật chúng sanh cũng dường chư Phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền cả thân máu như ánh chấp và tan lưới chấp toan vây ràng buộc qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện theo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sâu thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tống trì tam muội vẫn trụ số trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng vào khoảnh khắc đi thăm cõi phần được biện tài của phật vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì thật tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh gọi vời vạn vật tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vâng giữ pháp tạm nhiệm màu Như Lai hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đóng đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giang ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tắc 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả năng liền tự suy nghĩ ngày nay đứng thế tôn hiện sắc tướng nghiêm tịnh rạng rỡ uy nguy cõi
quỳ gối chắp tay bần đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật, Phật nhớ nhau Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật, vì lai này nhớ chư Phật hiện tại phương khác, vì sao lại có hoài thần hiển diệu. Thù đạt như vậy cuối xin đến Thế Tôn chỉ dạy, bây giờ đến Phật bảo Tôn giả mời hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông: Hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần, nhiều kiếp bố thí cũng dường các bậc A La Hán, Bích Chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuân đồng. Trong một thiên hạ vì sao vậy, chứ thiên nhân loài và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát này. A Nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời, tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh, đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm. Hiếm khi xuân hiền lời hỏi hôm nay của ông, lời ích rất lớn A Nan, nên biến đi chân gia của Như Lai rất có suy lượng, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kim. Thân và các cánh không có sanh diệt, vì sao vậy, định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thân tự tại với tất cả pháp. Ma Nan hãy lắng nghe theo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. A Nan, ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa, có đức Phật xuất thế hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cùng đàn tranh giác minh hành tung tùy loại hữu tình thấy thông hiểu. Lại hay hiền sáng thân đẹp đẽ, tùy loại chúng sanh đều thấy rõ, nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa Phật âm đến vô
định tĩnh tâm. Thông đà rộng sâu pháp nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tam sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vọng hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư thâm quân sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhờ tinh tấn định huệ sáu ba la ưu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành phật giả sư cúng dưỡng hằng xa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh giá nguyên an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư hữu tịnh độ vô tận biểu biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu xin vào thánh trí chứng biết cho dù cho thân nát trong càng khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi phần thứ năm chi tâm tịnh tăng pháp tạng thì kheo nói bài kệ này rồi liền bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn con nay tu hành bồ tát đã phát tâm vô thường chánh giác giữ nguyện làm phật tăng được như phật nguyện đức phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành phật trí huệ sáng xuống hào quang sáng chói tiên tâm đủ cổ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành bồ tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi phật cả có đường chẳng đứng phật thế gian từ tại vương liền nói với phàm tăng rằng thi như có người lượng nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tính tấn công dân quyết sẽ được kết quả vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tự được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế người nên tự biết với việc thanh tịnh coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch đứng thế tôn điều ấy qua sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu đường cuối xin đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nữa của chư Phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể niệm con mới được viên mãn đừng vào thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn trải qua ngàn ứng năm bây giờ pháp tạng thì khéo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thường thù thắng nơi kề cõi sâu đẹp hiện ra của trời
cần cầu tiếng kinh, cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ. Năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm. Rõ ràng thông suốt thân một nữ Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai. Thế từ tại vương cuối đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời. Phẩm thứ sáu phán đại thế nguyện phán tàng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối sinh Đức Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài, nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con thân tướng sắc vàng rồng đủ 32 tướng, có đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trực, tất cả đồng một dung nhan. Nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cả ba đời cứ lai hiện tại, nếu không được như nguyện thề thông thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật. Nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác. Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật khắp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chẳng được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô
quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành phần chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thề không thành chánh giác, ngoài trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp, khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh, hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghe đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tin đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được vẫn thôi chuyện, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui, trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc đều được gọi ý. Nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con, hết lòng sám hối làm ca điều lành lại thì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, màn chung không lãng vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác, khi con thành Phật nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Các loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sắc trong hoa sen thất bảo, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sáng vào nhà con quý ca căn đầy đủ thường tu thủ thân phạm hạnh, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất mê thường thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận. Nếu con khởi đưa niềm tham đắm thân sao thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thân tựu hết thay trí huệ biện tài không cùng tầng. Rộng nói ca pháp vi diệu, giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Tát, trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình.
nguyện pha tin tâm tu hành Bồ Tát hành, nguyện phó hiền quý sanh vào thế giới các hành lìa a tu hoặc tích tuệ pháp nghe pháp hay hiện cần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác, thì con thành phẩm chúng sanh sanh vào nữa. Còn nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến, nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng và không coi nữa, con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nữa, con cao trăm ngàn gió tuân cây làm đào càng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phân cùng có thể biến rõ. Nếu muốn thấy các cõi thân tình trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật gọi nhớ đông rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hỷ hữu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tôn dưới đất trên đỉnh hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu các ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều được tánh tình giải thoát vô đăng tam muội các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong để đình y, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật căn bản Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni tánh tình hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bậc thôi chuyển thể không thành chánh giác. Phẩm thứ bảy khuyết thành chánh giác này á nan, bây giờ thì theo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài cũng con làm mà nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng miệng này. Nếu không toại thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng có kiến ca quần sanh kia đêm dài không ưu não phát sanh các căn lành thành tựu quả bồ đề. Còn nếu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh
sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đem tâm đại bi. Lời ích ca quan sanh ly dùng sâu thêm định tình huệ thú phan mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại. Cứ gọi ca anh nạn dính sanh thổ tam độ diệt hết phiền não an cài sáng mắt trí huệ chứng được thân quang minh đông hết ba đường ác mở rộng các cửa lành. Vì chúng khai tàn phá rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm ca thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy quang xưa từ hồng rộng độ các hữu tình. Viên mạng lời pháp nguyên tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tự đại thiên phải chân động ca thiên thần trên công mưa xuống trăng diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chân động sáu các hoa trời rơi khắp mâm nhà tự rồi không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chân gian. Phẩm thứ tám tích công lụy đến này a nan phan tàng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người phá hoan thề nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thánh diệu kiếm lập vinh viễn tuyệt không hư hoài không miên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sao trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá tư đã tu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn dối chừng để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thanh tựu các nhận đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù kích lệ cùng kính tam bảo phụng sự sự trương không giả dối đền nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiệm nếu có quân thanh sớm làm quyên thuộc căn bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí tri giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật và hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu hoặc làm trương giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thanh vương hoàng làm vua trời cõi lùng dũng cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng gián đoạn nhưng công đơn như vậy chẳng thể kể hết hiện thường có hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào sẵn thương cũng đoan im đủ 32 tướng tô 80 nè đẹp tài
thường xuân sanh cho bao vô tận tân cá đồ cần dùng đẹp đẽ coi thường để lời lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiến vô lượng Phật cơ chiến thanh cơ biến mạng này đang phạm tạng thì khéo tu hành Bồ Tát tất công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thề. Thanh cơ biến mạng như thần an trụ tình cõi Phật được tôn giá nàng nghe đức Phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đức thế con phàm tạng Bồ Tát chứng Mô Đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới cảm đức thế con nói đức Phật như nay đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiền ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc phàm tạng thành phần hiểu là kính vậy quanh phẩm thứ mười điều nguyện làm phần lúc đức Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi A Xa Vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng mỗi mỗi cầm một bó tôi thành phần đều như đức Phật A Di Đà. Đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành phần đời trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường 400 ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta nay lại đến cũng dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng phẩm mười một cõi nước im tinh này đang cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt không có danh từ khổ nạn cứu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai đông đã sỏi núi kia phi núi tu gì đất đá núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa Phật bạch đừng thế tôn nèo khỏi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này chư thiền cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn giá nàng thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được đức phật hỏi a nan bơ
quả báo thân ông bất khả tư nghị, nghiệp báo chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị, thánh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị. Đặng được chúng sanh công đức thiện lực trú hành nghiệp địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này á, ngoài thần và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn đệ nhất quang minh của chư Phật khá không sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy. Hào quang trần đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi Phật hoặc trăm ngàn coi Phật chỉ có hào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên coi Phật hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần về bốn miền không ai đứng đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên khi thành Phật tự có hạng lương quang minh đơn Phật A Di Đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện tôn quý trong Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang Phật vô đẳng quang Phật trí huệ quang Phật thường chiếu quang Phật thân tịnh quang Phật hoan hỷ quang Phật giải thoát quang Phật an ổn quang Phật siêu nhật nguyện quang Phật bất tư nghị quang quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì thôi tiêu diệt điều lành phá sanh tâm ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực thấy được quang minh này liền được dừng à khó mãn chúng được giải thoát chúng sanh nào nghe được thần công đức quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc phẩm mười ba thọ mang đại chúng hướng này á nan đức phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bằng nhân trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tăng ca tinh cầu trong đại thiên thế giới và giữ chúng sanh trong mười phương tất cả đều chứng qua duyên giác mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đến được ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần tăng văn trong phật hội kia vì như biển lớn sâu rộng vô làm trăm phần tán ra
so với biển cả. Chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị một kiền liên tay còn biết được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy không thể lấy toán số thì dù mà biết được. Phẩm 14 cây bao khắp nước cõi nước cần là có nhiều cây bao có cây thuần băng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ quách mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa máu mà thành hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiện thành gông thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo kia thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô phất làm lan mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả lại có cán cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả mỗi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thân nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xiết khi gió lay đồng phá ca âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương. Phẩm 15 Bồ Đề Đạo Tràng cây Bồ Đề nơi đạo tràng cao 40 vạn dặm chu vi rộng 5000 do tuần cành lá buông phía 20 vạn dặm do các báo tự nhiên thành hoa quả sum sê chói sáng cùng khắp lại có ca ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng các cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trân diệu trăm ngàn vàng sắc văn mắt trên không vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau rắn vi diệu tân ca trang nghiêm tùy hiện nên gió nhẹ thôi đến lay đồng cành lá phát ra vô lượng âm thanh diệu phẩm vang khắp căn cõi Phật âm thanh du dương hòa nhà tối tân bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây Bồ Đề nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng nghi đến công đức của cây thì sao tăng thanh tình không có náo loạn trụ vào bấm coi chuyển cho đến khi thành phần. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn một là âm hưởng nhẫn là vô sanh pháp nhẫn này à nan hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm cảm Phật sự như vậy là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cơ căn của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm 16 nhà cửa lò gác chén đường tỉnh xá lò quán lan can nơi coi Phật vô lượng thọ cũng do bay báo tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni nghìn sức sáng chói không bị được cung điện của Bồ Tát cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên kho
trong trung cùng có chỗ giảng tùng thọ thánh kinh hành những vị tư đạo và tòa tiền là bậc đa chứng tu đà hoàn. Lương vừa ngung chiên đàn khói thơm ngào ngát muôn ngàn cõi xa, lòng con kính ngưỡng thiết tha ngưỡng mong chư Phật thương mà chính mình. Nam mô Bồ Tát Thiện Tư Duy, Bồ Tát Huệ Bi,
chân Phật quang. Rời cung trời đó Xuân giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà Xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì hiện quận theo thế gian phạm đen sân định huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh nha. Người trời quy hướng chuyển bánh xe pháp đem pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành viền não lắm mau tam dục gốc sạch câu huế hiến bày đức thanh tịnh điều phù chúng sanh tuyên thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điện đem pháp dược cứu liệu ca khổ ba cõi làm phép quan đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành hạ thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phần đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuần biến ra ca thành tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng bồ tát này cũng là như vậy đã không đạt tăng tướng của chúng sanh cũng dường chư phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền ca cần máu như ánh chấp và tan lưới chấp toan vậy làm buồn qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện theo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ tăng thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sâu thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tống trì tam muội vẫn trụ số trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng vào coi phần được biện tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì thật tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh gọi vời vạn vật tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không thỉnh vân giữ pháp tạm nhiệm màu Như Lai hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến phá hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tất 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo duyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả năng liền tự suy nghĩ ngày nay đứng thế tôn hiện sắc tướng nghiêm tịnh rạng rỡ uy nguy cõi từng thấy thở
thật là hy hữu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo bài hương, quỳ gối chắp tay bành đứng phật rằng: bạch đứng Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật, Phật nhớ nhau Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật, vì lai này nhớ chư Phật hiện tại phương khác, vì sao lại có hoài thần hiến diệu. Thù đạt như vậy cuối xin đến Thế Tôn chỉ dạy, bây giờ đến Phật bảo Tôn giả mời hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông: hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần, nhiều kiếp bố thí cũng dường các bậc la hán, bích chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuống đồng. Trong một thiên hạ vì sao vậy, chứ thiên nhân loài và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay, mà đường độ thoát này A Nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót. Thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm, hiếm khi xuất hiện lời hỏi hôm nay của ông. Lời in rất lớn nan nên biến đi chánh gia của Như Lai rất có suy lượng, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kim. Thân và các cánh không có sanh diệt, vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thắng, tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe. Theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa. Ứng cung đàn tranh giác minh hành tung thiên thể, thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư Phật Thế Tôn đứng phần đo trụ thế hóa độ 42 kim. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp, bây giờ có hoàng hỷ lãnh ngộ liền phá tâm mà vô thường chân chánh, bèn cao ngôi vua theo Phật xuất gia làm Sa Môn, hiệu là Phạm Tạng Tu Hành Bồ Tát, đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải, đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng. Định huệ tâm thường kiến cố văn động tu hành, tinh tấn đến trước đinh phần đành lệ tùy gối chắp tay tán thán Phật đại thề, nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm, thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương, nhật nguyện hỏa châu lũ mờ cả
một ánh thanh tùy loại hữu tình thấy thông yêu. Lại hay hiền sáng thân đẹp đẽ tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa Pháp âm đến vô biên cõi thuyền dương Pháp giới định tinh thần. Thông đà rộng sâu pháp nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tình dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam mùi như vô lượng vòng đời quá khứ làm đại đạo sư cánh quân sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh và bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật và sư cúng dưỡng hằng xa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh giá nguyên an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư hữu tình độ vô tận biểu biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu xin vào thánh trí chứng biết cho dù cho thân nát trong càng khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi. Phần thứ năm chi tâm tịnh tăng pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch đức Phật rằng bạch đức Thế Tôn con nay tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường chánh giác giữ nguyện làm Phật tâm được như Phật nguyện đứng Phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt hào quang sáng chói tiếng tâm đủ cổ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật khác cầu đạo tinh tấn không dư quyết sẽ được kinh quá vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế người nên tự biết với việc thân tịnh coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch đức Thế Tôn điều ấy qua sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu đường cuối xin đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nữa của chư Phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể niệm con được viên mãn. Đừng vào thế gian tự tại phương biết rõ chi
Đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn ứng năm bây giờ pháp tạng thì khéo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền pháp nguyện vô thượng thù thắng nơi cả cõi sâu đẹp hiện ra của trời người suy rường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tinh cần cầu tiếng kinh cần duy trì đầy đủ năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm. Rõ ràng thông số thanh một nước Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai thế từ tại vương cuối đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hằng nguyện trang nghiêm tâm tình nước Phật. Đức Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng. Cùng đề đại chúng nghe rồi thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về coi thần tướng sắc vàng rồng đủ 32 tướng có đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trực tân ca đồng một dung nhan nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật ca chúng sanh sanh về cõi con biết rõ đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại nếu không được như nguyện thề thông thành chánh giác khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông biểu được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ứng cõi Phật nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình nếu chẳng
an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác. Khi con thành Phật có quang minh vô lượng chiêu tâm mười phương chư Phật gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm nếu biết được số lượng ấy thì không thành chánh giác. Khi con thành phần chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thì không thành chánh giác. Ngoài trừ những kẻ phàm thôi ngu nghịch vì ban chánh pháp, khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại. Đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tin đón khoảnh khắc sanh về cõi con được vẫn thôi chuyện. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nương con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc. Đều được hỏi ý nếu có an nghiêm đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm ca điều lành lại thì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con mang chung không lãng vào ba đường an. Liền sanh về nước con nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Cả loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được
chánh giác. Khi con thành Phật nữa, con không có tên ba đường ác chúng sanh, sanh vào nữa con đều nhất tâm mà trụ vào chánh định, không mà còn nhiễm não tâm mà được mất mê. Thường thọ an lạc như tỳ kheo lầu tầng, nếu con khơi đưa niềm tham đắm thân sao thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước, con đường vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thân tựu hết thầy trí huệ biện tài không cùng tầng. Rộng nói các pháp vi diệu giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nữa, con khuyên chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Tư, trừ khi phan nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Khuyên pha tiên tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phó hiền quý sanh vào thế giới khác, hành lìa a tu hoặc tích pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nữa, con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm sáng chói hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp. Về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật có lương cây cành trong cõi nữa, con cao trăm ngàn gió tuần cây làm đào càng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phân cùng có thể biến rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật gọi nữa, rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ nhị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hỷ hữu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tổng dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lò cá ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiện thành, hương thơm sông khắp mười phương thế giới chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tâm tình giải thoát vô đăng tam muội các môn tổng trì vào tam ma
thành Phật tuy ở trong đình. Thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong định y, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghĩa dành con rồi chứng ly sanh pháp được các môn Đà La Ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đứng mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bậc thôi chuyển thề không thành chánh giác. Phần thứ bảy thuyết thành chánh giác này á nan, bây giờ thì pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài tụng con làm nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng miệng này nếu không toại thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu các kẻ cùng co kiện các quần sanh kia đêm dài không ưu não các căn lành thành tứ quả bồ đề. Con nêu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đứa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cúng đêm tâm đại bi. Lời ích ca quan sanh ly dùng sau thiền định tình huệ tu phan mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cơ cõi ca anh nạn dính sanh thổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trí huệ chứng được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành. Vì chúng khai tàn phá rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm các thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy pháp xưa từ hồng rộng độ các hữu tình. Viên mãn lời phát nguyện tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tựu đời thiên phải chấn động ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặn đất chấn động sáu các cánh hoa trời rơi khắp mâm nhà tự rồi không vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác. Phẩm thứ tám tất công lụy đến này a nan, phan tàng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại phương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thề nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kiếm lập vinh viễn tuyệt không hư hoài không miên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ phần thuở quá tư đã thu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn dối chừng để môn làm ca công đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thân tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thành tựu đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù
chính tam bảo phụng sự sự trường. Không giả dối đền nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiễm nếu có quân thành sớm là quyên thuộc căn bảo tam trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhồng tinh tấn tiền định trí huệ sáu ba la mật giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thượng chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu hoặc làm trường giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thánh vương hoàng làm vua trời cõi lục dục cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng gián đoạn nhưng công đáng như vậy chẳng thể kể hiện thường có hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào sẵn thương cũng đoan nghiêm đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nè đẹp tay thường xuân sanh cho dùng đẹp để coi thường để lời làm hữu tình do nhân duyên ấy kiên vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đa la tam miếu tam bồ đề phần thứ chín thanh cơ biến mạng này lũy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà đưa tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thể thành tự viên mãn như thần an trụ cụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi phật được tôn giá nàng nghe đức phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bạn đứng thế tôn phàm tam bồ tát chứng bồ đề là đã thành phật và nhập diệt rồi hay chưa thành phật hay đã thành phật hiện ở thế giới các đức thế tôn nói đức phật như nay kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiền ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ước cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc phàm tạng thành phần hiểu là cũng kính vậy quanh phẩm thứ mười điều nguyện làm phật lúc đức phật nói a di đà phật khi làm bồ tát viên mãn hành nguyện rồi a xa vương tử cùng với năm trăm trường giả biết được đều rất vui mừng mỗi mỗi cầm một bó tôi thành phần đều như đức Phật A Di Đà. Đừng và biết tâm nguyện của họ bảo
Phật đời trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường. 400 ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta, nay lại đến cúng dường Ta Ca Tỳ Kheo. Nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm 11 cõi nước im tĩnh này a nan, cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt, không có chân từ khổ nạn a khu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi, không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai công đã sỏi tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa phật bạch đừng thế tôn nêu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này a nan, trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn giả a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được đức phật hỏi a cả từ nghị căn là của chúng sanh bất khả tư nghị thanh lực chư phật thế giới chư phật cũng bất khả tư nghị đặng được chúng sanh công đức thiện lực tru hành nghiệm địa và thần lực chư phật cũng đều như vậy cả tôn giả. Phẩm 12 ánh sáng chiếu khắp này a nan, ngoài thần và quang minh của Phật A Di Đà thôi tôn đệ nhất quang minh của chư Phật khác không sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù lại như vậy hào quang đánh đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi phật hoặc trăm ngàn coi phật chỉ có hào quang đức phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi phật hào quang chư phật chiếu ra có xa có gần về bốn miền công đức đời trước cầu đạo có lớn nhỏ công đồng nên khi thành phật tự có hạng lương quang minh đơn phật A Di Đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang Phật vô đẳng quang Phật trí huệ quang Phật thường chiếu quang Phật thân
tịnh quang phần hoan hỷ quang phần giải thoát quang phần an ổn quang phật siêu nhật nguyệt quang phật bất tư nghị quang quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì thôi tiêu diệt điều lành phá sanh tâm ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực thấy được quang minh này liền được dừng khó mãn chúng được giải thoát chúng sanh nào nghe được không nghĩ tùy theo ý nguyện được tránh về cực lạc phẩm mười ba thọ mang đại chúng vô thượng này a nan đức phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại có thể tất cả thế giới trong bàn tay trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bằng nhân trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới và xứ chúng sanh trong mười phương tất cả đều chứng qua duyên giác mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đến được ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần tăng văn trong phần hội kiến vì như biển lớn sâu rộng vô biên nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị một kiện liên tay còn biết được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được thọ mạng của phật và thọ lượng chúng bồ tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy không thể lấy toán số thì dù mà biết được phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cừng là có nhiều cây bao có cây thuần bằng vàng hoàng quần bạc lưu ly thủy tinh hổ quách mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa máu mà thành hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiềm thành gông thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô phất làm lan mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả lại có cánh cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả mỗi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thắng nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xiết khi gió lay động phá ca âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm chu vi rộng năm ngàn do tuần cành lá bốn phía hai mươi vạn dặm cho cao
thành hoa quả sum sê chói sáng cùng khắp. Lại có ca ngồng ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng ca cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trân diệu trăm ngàn vàng sắc dân mắt trên không vô lượng tia sáng. Vàng chiếu lẫn nhau răng vi diệu tân ca trang nghiêm tùy hiện nên gió nhẹ thổi đến lay đồng cành la phát ra vô lượng âm thanh diệu phạm vang khắp căn cõi Phật âm thanh du dương hòa nhã cõi tăng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng nghi đến không đứng của cây thì sao tăng thanh tình không có náo loạn trụ vào bấm coi chuyển cho đến khi thành phần. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn, một là âm hưởng nhận, hai là nhu thuận nhận, ba là vô sanh pháp nhận. Này à nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm cảm Phật sự như vậy là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cơ căn của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm mười sáu nhà cửa lầu gác gian đường tình xá lộ quán lan can nơi coi Phật vô lượng thọ cũng do bay bão tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni nghìn sức sáng chói công mì được cung điện của Bồ Tát cung lại. Lương vừa ngung chiên đàn khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, lòng con kính ngưỡng thiết tha ngưỡng mong chư Phật thương mà chính mình. Nam mô Pháp rộng sâu rất nhiệm màu trắng
Lưới chấp toan vầy làng buồn qua khỏi qua
ba bích chi chân nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện khéo lập phương tiện thiên thị ba thường. Đối với hàng trung hạ căn thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sau thiên định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tống trì tam muội vẫn trụ sâu trong thiên định thấy rõ vô lượng đấng vào khoảnh khắc đi khắp cõi phần được biện tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì thật tương vô trùng vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh gọi vời vạn vần tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạm nhiệm màu Như Lai hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu dân phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giang ngộ thuyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến pha hội lại có 500 vị tỳ kheo 7.000 vị ưu bà tắc 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo duyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả năng liền tự suy nghĩ ngày nay đứng thế tôn hiện sắc tướng nghiêm tình rạng rỡ uy nguy cõi từng thấy thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo bài hương quỳ gối chắn tay bành đứng phân rằng bạch đứng thế tôn hôm nay thế tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư phật qua hiện về lai phật phật nhớ nhau thế tôn vì nhớ chư phật quá khứ chư phật vì lai này nhớ chư phật hiện tại phương khác vì sao lại có oai thần hiển diệu thù đạt như vậy cuối xin đừng thế tôn chỉ dạy bây giờ đứng phần bảo tôn giả lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cung dường các bậc ngã la bích minh chi phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuân đồng trong một thiên hạ vì sao vậy chứ thiên nhân loài và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà đường độ thoát này a nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc sanh đem lợi ích chân thật khó
gặp khó thấy như hoa ưa đàm. Hiếm khi xuân hiện lời hỏi hôm nay của ông, lời in rất lớn nan nền biển đi chân già của Như Lai rất có suy lường, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kim thân và các cánh không có sanh diệt. Vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thân tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe. Theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này a nan ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có đức phật xuất thế hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cùng đàn tranh giác minh hành tung định huệ tăng thường kiến cố mong đồng tu hành tinh tăng đến trước đinh phật đành lệ quỳ gối chắp tay tán thán phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hỏi châu một ánh thanh tùy loại hữu tình thấy thông yêu lại hay hiền sáng thân đẹp để tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành phật có tiếng tốt đưa pháp âm đến vô biên cõi tuyên dương pháp giới định tinh thần thông đà vọng sâu phán nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tình dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vọng hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành phật giả sư cúng dường hằng xa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh gia nguyện an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư hữu tịnh độ vô tận ưu biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu
xin Phật Thánh Tri Chương biết cho dù cho thân nát công can khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi. Phần thứ năm chí tâm tịnh tâm pháp tạng thì kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm mà vô thường chân gian, giữ nguyện làm Phật tâm được như Phật nguyện. Đức Phật vì con rộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì như pháp tu hành, dứt sạch gốc khổ sanh tử, mau chứng vô thường chân đẳng chân gian. Nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt, hào quang sáng chói tiếng tâm đủ cổ lan khắp mười phương trời, người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước, con đều thành Bồ Tát. Nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật, cầu đạo tinh tấn không dưng quyến sẽ được kinh quá. Vậy thì nguyện gì mà chẳng thành? Người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm, viện tu hành như thế. Người nên tự biết với việc thân tịnh cõi Phật, người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới của con hiểu được. Cuối xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nữa của chư Phật. Khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thế niệm, con mới được Đức Phật thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tạng, liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn ức năm bây giờ pháp tạng thì khéo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ, liền phát nguyện vô thượng thù thắng nơi kề cõi xấu đẹp hiện của trời người suy lường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tinh cần cầu tiếng kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm. Rõ ràng thông số thanh một nước Phật khi đã tu tâm rồi lại đến chỗ cõi Như Lai. Thế từ tại vương cuối đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Phật nói: lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn. Có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ tròn đủ vô lượng đại nguyện. Phẩm thứ sáu phán đại thế nguyện pháp tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu
chứng được vô thượng Bồ Đề. Thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài, nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nương. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng đồng đủ 32 tướng, có đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trừ tất cả đồng một dung nhan, nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con, đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật. Nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt căn tịch tình, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác. Khi con thành Phật có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chẳng được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn, và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng, giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tinh đêm, nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thề không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh
chánh pháp, khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con. Phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh, hạnh sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con. Một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt, đến khi mạng chung con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tiên đón khoảnh khắc sanh về cõi con. Được vẫn thôi chuyện nếu không được như nguyện tề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nương con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui, trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được gọi ý nếu có an nghiêm đời trước nghe danh hiệu con. Hết lòng sám hối làm ca điều lành lại thì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, màng chung không lạc vào ba đường ác. Liền sanh về nước con nếu không được như vậy, thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có phụ nữ, nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Các loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, ca căn đầy đủ thường tu thù thân phạm hạnh. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất men. Thường thọ an lạc như tỳ kheo lầu tầng, nếu con khởi tướng niệm tam đắm thân sao thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng. Thân tựu ánh thay trí huệ biện tài không cùng tầng, rộng nói các pháp bị yếu dạng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con, quyết chẳng đến bậc nhất sanh bổ sư, trừ khi phan nguyên rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Nguyện pha tin tâm tu hành Bồ Tát hành, nguyện phổ hiền quý sanh vào thế giới khác hành, lìa á tu hoặc tích thuyết pháp, nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành
sanh sanh vào nước con. Nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng và trong coi nữa con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Thành chánh giác khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nữa con cao trăm ngàn gió tuôn cây làm đào càng cao bốn trăm vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phân cùng có thể biến rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật gọi nhớ đông rải nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ thì thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hỷ hữu. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tổng dưới đất trên đến hư không tất cả vạn vật cung điện lò cá ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông cấm mười phương thế giới chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát phố đăng tam mười các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong để định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp mà không chứng được bậc thôi chuyển thể không thành chánh giác. Phẩm thứ bảy khuya thành chánh giác này á nan bây giờ thì theo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài cũng con làm nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng nguyện này nếu không toại thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu các kẻ cùng co kiện các quần sanh kia đêm dài không ưu não phát sanh các căn lành thành tựu quả bồ đề. Con nêu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi nữa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đêm tâm đại bi. Lời ích ca quan sanh ly dùng sâu thiền định tình huệ
sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an cài sáng mắt trì huệ chứng được tâm quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành về chúng khai tàng pháp rộng thì bao công đức tri bồ ngài như phật làm ca thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi thuyết pháp xưa từ hồng rộng độ các hữu tình viên mạng lời pháp nguyên tất cả đều thành phần viên này nếu thành tự thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chân đồng sáu cách hoa trời rơi khắp mâm nhà từ rồi không trung vang lời khen quyết chất thành vô thường chân gian phần thứ tám cách công lụy này a nan phan tàng tỳ kheo ở trước như lai thề từ tại phương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thề nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng phật quang rộng lớn siêu việt thánh diệu kiến lập mình viễn tuyệt không hư hoài không miên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá tư đã thu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn nhối chân để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thanh từ các nhận đối với ưu tình nói lời từ ai vui về hòa diệu khuyên dù kích lệ cùng kính tam bảo phụng sự sự trương không giả dối đền nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiễm nếu có quân thanh sớm làm quyên thuộc căn bảo không sanh tam trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn tiền định trí huệ sáu ba la mật giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu hoặc làm trương giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thanh vương hoàng làm vua trời cõi lùng dùng cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư phật chưa từng nhãn đoàn nhưng công đáng như vậy chẳng thể kể hiện thường có hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào sẵn thương cũng đoan im đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nê đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô tận tận cá đồ cần dùng đẹp để coi thường để lời lạc hữu tình do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma đạo đa la
căn cơ viên mãn này a nan phàm tạng tỳ kheo tu hành bồ tát thích công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thệ. Thành tựu viên mãn như thần an trụ phụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá nàng nghe đức Phật nói lời đấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đức thế tôn phàm tạng bồ tát chứng mô đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới cảnh đức thế tôn nói đức Phật như nay kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiện ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc phàm tạng thành phần hiểu là a di đà thành phật đến nay đã mười kiếp hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chung bồ tát thân văn cũng kính vậy quanh phẩm thứ mười điều nguyện làm phần lúc đức phật nói a di đà phật khi làm bồ tát viên mãn hành nguyện rồi a xa vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước phật đảnh lễ và dân hoa xong ngồi về một phía họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành phần đều như đức phật a di đà đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành phần đời trước khi còn tu hành bồ tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường 400 ưng đức phật thời phật ca diêm họ là đệ tử ta nay lại đến cúng dường ta ca tỳ kheo nghe đức phật nói đều rất vui mừng phẩm mười một cõi nước nghiêm tinh này a nan cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt không có danh từ khổ nạn khu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai đông đã sỏi núi thiết phi núi tu di đất đá núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá nan nghe rồi thưa phật bạch đừng thế tôn mèo cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này a nan trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn giá a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được đức phật hỏi a nan bấm thư vì nghiệp mong có thể biết chẳng quả bao thân ông bấm khả thư vì nghiệp bao chúng sanh cùng bấm khả thư vì căn lành của chúng sanh bấm khả
tha tứ nghi thanh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả từ nghi đặng được chúng sanh công đức thiện lực trú hành nghiệp địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này an ngoài thần và quang minh của Phật A Di Đà thôi tôn để nhân quang minh của chư Phật khác không sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù lại như vậy hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi Phật hoặc trăm ngàn coi Phật chỉ có hào quang đứng Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần về bốn miền công đức đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ công đồng nên khi thành Phật tự có hạn lương quang minh đơn Phật A Di Đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang Phật vô đẳng quang Phật trí huệ quang Phật thường chiếu quang Phật thân tịnh quang Phật hoan hỷ quang Phật giải thoát quang Phật an ổn quang Phật siêu nhật nguyện quang Phật bất tư nghị quang quang minh này chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì thôi tiêu diệt điều lành phá sanh tâm ý hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực thấy được quang minh này liền được dừng có mãn chúng được giải thoát chúng sanh nào nghe được tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được tránh về cực lạc phẩm mười ba có mang đại chúng hướng này an đứng vào vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bậc nhân trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới và xứ chúng sanh trong mười phương tất cả đều chứng qua duyên giác mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đến được ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần tăng văn trong phật hội kia vì như biển lớn sâu rộng vô biên nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi rồi lấy một hộp bụi ấy thấm
chẳng lấy gì nhiều này á nan ca vị một kiền liên tay còn biết được số lượng còn nước nơi bụi tóc so bơi biển cả không thể tính được thọ mạng của phật và thọ lượng chúng bồ tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy không thể mà biết được phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cần là có nhiều cây bao có cây thuần bằng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ quắp mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa báu mà thành hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiện thành gông thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô phất làm lan mì ngọc làm hoa mà nào làm quả lại có thân cành lá hoa quả mỗi bao có hàng hàng khác nhau hàng hàng thân nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xiết khi gió lay động phá ca âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm chu vi rộng năm ngàn do tuần cành lá bốn phía hai mươi vạn dặm cho các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sâm sê chói sáng cùng khắp lại có ca ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng ca cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trân diệu trăm ngàn vàng sắc dân mắt trên không vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau rắn vi diệu tân ca trang nghiêm tùy hiện nên gió nhẹ thôi đến lay đồng cành lá phát ra vô lượng âm thanh diệu phạm vang khắp các cõi phật âm thanh du dương hòa nhã cõi tăng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng nghi đến con đứng của cây thì sao tăng thanh tình không có náo loạn trụ vào bấm coi chuyển cho đến khi thành phần nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn một là âm hưởng nhẫn là vô sanh pháp nhẫn này à nan hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi phật ấy làm cảm phật sự như vậy là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cơ căn của phật vô lượng thọ vậy phẩm mười sáu nhà cửa lầu các chán đường tình xá lò quán lan can nơi coi phật vô lượng thọ cũng do bay bão tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni nghiêng sức sáng chói không bị được cung điện của bồ tát cũng lại như vậy nơi đó có chỗ giảng kinh tùng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh
hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tùng thọ thân kinh hành những vị tự đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàn tự đà hàm a na hàm hoặc a la hán vị chưa chứng a di lư Bồ Tát Tại Gia Hiền Hộ Bồ Tát Thiện
tấn hành vô lượng hành nguyện. Quyền hành phương tiện đi khắp mười phương, làm các công đức và pháp tàng của chư Phật, rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quang. Rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian phạm đen sân đình huệ hàng phục ma quang đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh nha. Người trời quy ngưỡng chuyện bánh xe pháp đem pháp mạnh vàng ngộ viền não lắm mau tam dục dừng gốc sạch câu huế hiến bày đức thanh tịnh điều phục chúng sanh thuyết thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điền đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên là ma xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuật biến ra ca thành tướng nhưng ca hình ấy không có thật bằng Bồ Tát này cũng là như vậy đã không đạt tánh tướng của chúng sanh cũng dường chư Phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền cả cơn máu như ánh chớp phá tan lưới chấp toan vây ràng buộc qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện lập phương tiện hiến thị ba thường đối với hàng trung hạ tăng thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sau thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tống trì tam muội vẫn trụ số trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng và khoảnh khắc đi thăm cõi phần được biện tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì thật tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh rồi vời tính vâng giữ pháp tạm nhiệm màu Như Lai hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đóng đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện tươi mơ cứu dân phò trợ mong độ chúng sanh để bờ giang ngộ thuyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tắc 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả nan liền tự suy nghĩ ngày nay đứng thế tôn hiện sắc tướng nghiêm
dày kịch áo bài hương. Quỳ gối chắp tay bành đứng phân rằng bạch đứng Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật, Phật nhớ nhau Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật, vì lai này nhớ chư Phật hiện tại phương khác, vì sao lại có oai thần hiển diệu. Thù đạt như vậy vui xin đừng Thế Tôn chỉ dạy, bây giờ đến Phật bảo Tôn giả mời hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay, công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần, nhiều kiếp bố thí cũng dường các bậc A La Hán, bích chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuống đồng. Trong một thiên hạ vì sao vậy, chứ thiên nhân loài và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay, mà đường độ thoát này A Nan Như Lai vì lòng đại bi. Vô tận thương thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm, hiếm khi xuất hiện lời hỏi hôm nay của ông, lời in rất lớn A Nan nên biến đi chánh gia của Như Lai rất có suy lượng, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kim. Không và các cánh không có sanh diệt, vì sao vậy, định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thắng tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe. Theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. Ứng cung đàng chánh giác minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường phổ thiên nhân sư Phật Thế Tôn đứng phần đo trụ thế hóa độ 42 kim. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp, bây giờ có vị vua tên là Thế đạo lý tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ liền phá tâm vô thường chân chánh, bèn cao ngôi vua theo Phật xuất gia làm Sa Môn, hiệu là Phạm Tạng tu hành Bồ Tát, đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng. Định huệ tâm thường kiến cố văn động tu hành tinh tấn đến chưa đứng phần đành lệ tùy gối chắp tay tán thán Phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hóa châu lũ mờ ca một âm thanh tùy loại hữu tình thấy thông yêu lại hay hiền sáng thân đèn để tùy loại
sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật, có tiếng tốt đưa Phật âm đến vô biên cõi thuyền dương pháp giới định tinh tấn. Thông đà rộng sâu pháp nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vào hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tấn ca sự khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la ưu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật và sư cúng dưỡng hằng xa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh giác nguyên an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thắng trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư đó vô tận biểu biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu xin và thánh tri chứng biết cho dù cho thân nát trong càng khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi phần thứ năm chí tâm tịnh tâm pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ rồi liền bạch đức Phật rằng bạch đức Thế Tôn con nay tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thượng chánh giác giữ nguyện làm Phật tâm được như Phật nguyện đức Phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng xuống hào quang sáng chói tiên tâm đủ cổ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật cả có đường chẳng đứng Phật thế gian tự tại vương liền nói với phàm tăng rằng thi như có người lượng nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tính tấn công dương quyền sẽ được kết quả vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tự được coi phần trang nghiêm việc tu hành như thế người nên tự biết với việc thân tịnh coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch đứng Thế Tôn điều ấy quá sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được cuối xin đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nước của chư Phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể niệm con mới được viên mãn đừng vào thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn trải qua ngàn năm bây
trời người suy rường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tính, cần cầu tiến kinh, cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi hai mươi mốt vô số cõi Phật công đức trang nghiêm. Rõ ràng thông số thanh một nước Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cuối Như Lai thế từ tại vương cuối đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch đức Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh Phật đứng Phật nói là thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng. Cùng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể ở coi Phật đó tu tập nhiếp thọ tròn đủ vô lượng đại nguyện. Phạm thứ sáu đứng Thế Tôn cuối sinh đứng Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài nêu có chúng sanh trong ba đường ác, cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề không đoa lại ba đường ác nương. Được như vậy con mới là Phật, nếu không được như nguyện thề thông thành vô sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con thân tướng sắc vàng ròng đủ ba mươi hai tướng tô đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trừ tất cả đồng một dung nhan nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật sanh về cõi con biết rõ lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại nếu không được như nguyện thề thông thành chánh giác khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha trí thông biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc nếu còn khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật đề cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tịnh nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác. Khi con thành Phật có quang minh vô lượng chiêu tâm mười phương chư Phật gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về
con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thể không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch vì ban chánh pháp, khi con thành Phật chúng sanh cấm mười phương nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề tu sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tiên đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được vẫn thôi chuyện, nếu không được thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thối lui, trong các căn lành hạnh lòng hồi hướng sanh về cực lạc đều được gọi ý. Nếu có đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới, nguyện sanh về nước con mang chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác, khi con thành Phật nước con có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Ca loài chúng sanh thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa bảo, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sáng vào nhà con quý ca căn đầy đủ thường tu thụ thân phạm hạnh, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất men, thường thọ an lạc như tỳ kheo lầu tầng. Nếu con khởi đưa niềm tham đắm thân sao thề không thành chánh giác, khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành.
thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thân tự anh thầy trí huệ biện tài không cùng tầng. Rồng nói ca pháp bị hiểu dạng kinh thuyết pháp tiên như chuông vàng, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh bổ sư, trừ khi phan nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Nguyện phát tin tâm tu hành Bồ Tát hành, nguyện phổ hiền quý sanh vào thế giới các hành, lìa á thu hoặc tích tuệ pháp, nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Thì con thành Phật chúng sanh sanh vào nước, còn nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng và không coi nữa, con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp. Về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nước con, cao trăm ngàn gió tuấn cây làm đào càng cao, bốn trăm vạn dặm các bậc Bồ Tát trung phân cùng có thể biến rõ, nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật. Tuy ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật gọi nữa rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca tư, thì thế giới chư Phật khắp mười phương chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu ca cao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông cấm mười phương thế giới chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành và các bằng Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát vô đăng tam mùi các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật, tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong để định ý, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật căn bằng Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni, tánh tình hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ma nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bậc thôi
Phẩm thứ bảy khuya thành chánh giác này A Nan, bây giờ thì khéo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài cũng con làm mà nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng miệng này nếu không toại thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng có kiện các quần sanh kia đêm dài không ưu não phát sanh các căn lành thành tứ quả bồ đề con nghèo thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đứa con kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đem tâm đại bi lời ích ca quan sanh ly dòng sau thiền định tình huệ tu phàm mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cơ cõi ca anh nạn dính sanh thổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trì huệ chứng được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành vì chúng khai tàng pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm các hành tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuyên quang xưa từ hồng rộng độ các hữu tình viên mạng lời pháp nguyên tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tự đại thiên thảy chân động ca thiên thần trên công mưa xuống trăng diệu hoa này A Nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chấn động sáu các cánh hoa trời rơi khắp mặt nhà thờ rọi không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác phẩm thứ tám đất công lụy đến này A Nan phan tàng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thề này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kim lập vinh viễn tuyệt không hư hoài không biên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sao trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá tư ra tu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn dối chân để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thành tựu các nhận đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù kích lệ cùng kính tam bảo phụng sự sự trương không giả dối đền nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiệm nếu có quân thành sớm làm quyên thuộc căn bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật nhờ hòa chúng sanh an trụ đạo vô thượng chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu
làm trưởng giá cư sĩ. Hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng, lời quân vương kiếm luận thánh vương, hoàng làm vua trời tối lùng dũng, cho đến phạm vương cùng kính cung dường, chư Phật chưa từng nhãn đoàn. Nhưng công đáng nhớ vậy chẳng thể kể, miệng thường có hương thơm như hương chiên đàn, hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sẵn thương cũng đoan im đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nè đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô cá đồ cần dùng đẹp để coi thường để lợi lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đa la tam miếu tam bồ đề. Phần cơ chiến thanh cơ biến mạng này đang phạm tạng thì kheo tu hành bồ tát công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diêm tha chỗ phát thề. Thành tự viên mãn như thần an trụ phụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá. Phật nói lời đấy rồi cũng kính thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn Phàm Tạng Bồ Tát chứng Mô Đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi, hay chưa thành Phật hay đã thành Phật? Hiện ở thế giới các Đức Thế Tôn nói Đức Phật Như Lai kia: Đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá hiền vị lai, chỉ có một nguyện đồ sanh hiền ở phương Tây. Cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi Phật, thế giới đó gọi là Cực Lạc. Phàm tạng thành Phật hiểu là A-di-đà thành Phật, đến nay đã mười kiếp hiện đàn thuyết pháp, có vô lượng vô số chúng Bồ Tát thanh văn cũng kính vậy quanh. Phàm thứ mười điều nguyện làm Phật, lúc đức Phật nói A-di-đà Phật, khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi A Xa Vương tử cùng với năm trăm trường giả biết được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía, họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà. Đừng Phật biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành Phật, đời trước khi còn tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường. Bốn trăm ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp, họ là đệ tử ta, nay lại đến cúng dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước nghiêm tinh này đang cõi Cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt, không có danh từ khổ nạn khu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi, không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai công đã sỏi núi thiết phi núi tu gì đất đá núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất.
đất rộng rãi. Bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa Phật bạch đừng thế tôn mèo cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và vào đâu tôn giá nàng thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được đức phật hỏi a nan bất tư nghị nghiệp mong có thể biết chẳng quả bao thân ông mà bất khả tư nghị nghiệp bao chúng sanh cũng bất khả tư nghị căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị thánh lực chư phật thế giới chư phật cũng bất khả tư nghị đặng được chúng sanh công đức thiện lực trú hành nghiệp địa và thần lực chư phật cũng đều như vậy cả tôn giả phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này a nan ngoài thần và quang minh của phật a di đà tối tôn để nhất quang minh của chư phật khá không sánh kịp quang minh này chiếu khắp hàng xa coi phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy hào quang đánh đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi phật hoặc trăm ngàn coi phật chỉ có hào quang đứng phật a di đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi phật hào quang chư phật chiếu ra có xa có gần về bốn miền không đứng đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên khi thành phật tự có hạng lương quang minh đơn phật a di đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện tôn quý trong cả thành sáng nên phật vô lượng thọ cũng yêu là phật vô lượng quang phật vô biên quang phật vô ngại quang phật vô đẳng quang phật trí huệ quang phật thường chiếu quang phật thân tịnh quang phật hoan hỷ quang phật giải thoát quang phật an ổn quang phật siêu nhật nguyện quang phật bất tư nghị quang quang minh này chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì thôi tiêu diệt điều lành phá sanh tâm ấy hòa diệu đều ở tam độ chiều vô cùng cực thấy được quang minh này liền được dừng khó mãn chúng được giải thoát chúng sanh nào nghe được ngoài thần công đức quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm công nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc phẩm mười ba có mang đại chúng hướng này a nan đức phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại
tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đài một kiện liên có thần thông bất nhân, trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới và sự chúng sanh trong mười phương. Tất cả đều chứng qua duyên giác, mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đến được ngàn vàng phân cũng không bằng một số phần tăng văn trong phật hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi, rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả. Chẳng lấy gì nhiều này á nan ca vị, một kiện liên tay còn biến được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thì dù mà biết được. Phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cần là có nhiều cây bao, có cây thuần băng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ quắc mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa báu mà thành. Hoàng do hai ba cho đến bảy báu xen nhau hiện thành gông thân cành, do báu này thành hoa lá quả, do báu kia thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm càng thủy tinh làm ngon hô phất làm lan mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả, lại có cánh cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả, mỗi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thẳng nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau quả xứng nhau màu sắc rực rỡ tươi đẹp không thể tả xiết, khi gió lay động phá ca âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương. Phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm chu vi rộng năm ngàn do tuần cành lá môn phía hai mươi vạn dặm cho các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sâm sê chói sáng cùng khắp. Lại có ca ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các báo quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng các cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vòng trân diệu trăm ngàn vàng sắc dần mắt trên không vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau rất vi diệu tất cả trang nghiêm tùy ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề, nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng, nghĩ đến công đức của cây thì sao tăng thanh tình không có não loạn trụ vào bất coi chuyển cho đến khi thành phần.
Nếu thầy được cây ấy thì được ba nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Này à nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm cảm Phật sự như vậy là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cứu cánh của Phật Vô Lượng Thọ vậy. Phẩm 16 nhà cửa lầu các chán đường tỉnh xá lộ quán lang can nơi coi Phật Vô Lượng Thọ cũng do bay báo tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni sơn sáng chói không bị được cung điện của Bồ Tát cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tụng thọ kinh kinh hành những vị tự đạo và tòa thiền là Phật đã chứng tu đã hóa.